là ngày trước khi giữ giới chưa giữ giới con có phạm giới trộm cắp, nay con đã giữ giới học Phật thành hành thiện sám hối nên con mua quà đến xin lỗi nạn nhân khi trước và được họ tha thứ thì nghiệp có nhẹ đi không? Phải nói là sư rất tán thán, bởi vì quý vị làm được cái chuyện khó làm. Nhưng mà nó cũng tùy. Ví dụ như là hồi xưa con nít thì hay đi trộm xoài hàng xóm thì bây giờ qua xin lỗi thì nó cũng nhẹ. Mà hồi xưa mà mình làm người ta tán gia bại sản, bây giờ mình đem quà cái xin lỗi là cái đó nó hơi khó. Nhưng mà dù sao đi nữa thì sư cũng tán thán là quý vị đã làm được cái chuyện khó. Thì đương nhiên khi mà mình đã sám hối và người ta đã tha lỗi thì cái nghiệp mình nó vẫn trổ nha, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Sư đã nói cõi trời dục hiện tại, hiện nay vẫn còn nhiều bậc thánh từ thời Phật đến nay. Vậy để được bố thí thì con nên hồi hướng thế nào hay gieo nhân gì thưa sư? Thì sư trả lời ở câu trước rồi, là khi mình làm phước thì mình hồi hướng, mình nguyện ha, là cho con sanh về cõi, khi con sanh về cõi trời thì con được gặp thánh nhân. Và cái câu số 4 là có nên